Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú, lại là An đây. Nếu như mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hay là coi video của An á, thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, vì lúc nào cũng yêu thương An, lựa chọn những cái video của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ở ngoài kia. Thì như các bạn, các anh chị cũng biết á, là bây giờ chúng ta đã bước qua hơn gần 2/3 của năm 2023, và trong năm 2023 này mình sẽ thấy được có rất là nhiều những cái công ty công nghệ lớn ở Mỹ, người ta sa thải hàng loạt những cái người nhân viên từ Apple, từ Google, từ Facebook, tới những cái công ty nhỏ hơn, người ta cũng cho lay off nhân viên rất là nhiều. Những cái công ty, những cái người CEO mà người ta dám đứng ra, người ta lay off nhân viên, đó là một cái hình thức để mà người ta bảo vệ cái tài chánh của cái công ty của người ta. Thì khi mà những cái công ty này, đa số khi mà người ta cho lay off nhân viên á, người ta sẽ cho những cái người nhân viên này những cái package, tức là những cái gói nghỉ việc. Và thông thường những cái gói này sẽ được trả lương 2 tháng, 4 tháng hoặc là 6 tháng cái tiền lương của mình, để mà giúp đỡ những cái người nhân viên này trang trải những cái chi phí khi mà người ta đột ngột bị nghỉ việc như vậy. Thì khi mà những cái công ty công nghệ nó sa thải hàng loạt nhân viên, mình sẽ chưa có thấy được là cái nền kinh tế nó bị tụt dốc quá nhiều, tại vì người ta vẫn còn tiền từ những cái gói nghỉ việc này để mà người ta trang trải những cái chi phí. Nhưng mà sau cái thời điểm 2 tháng, 4 tháng hoặc là 6 tháng rồi, thì bắt đầu người ta đã xài hết tiền trong những cái gói hỗ trợ này, người ta sẽ bắt đầu người ta phải xài qua những cái saving và những cái tiền để dành. Và đại đa số nha, em không nói là tất cả những cái người Mỹ, nhưng mà đại đa số những cái người Mỹ, người ta thường người ta sống gọi là theo paycheck by paycheck, tức là tiền lương người ta có, người ta sẽ trả những cái chi phí, và người ta rất là ít khi nào mà người ta tiết kiệm. Và điều này dẫn tới á, là khi mà mình bị mất việc, một cái nguồn income của mình bị giảm xuống đột ngột như vậy á, người ta sẽ nghĩ tới là người ta bắt đầu người ta sẽ cắt giảm những cái chi tiêu. Và trong nền kinh tế Mỹ thì chi tiêu của người này sẽ là thu nhập của người khác, và khi mà một người người ta giảm cái chi tiêu xuống thì sẽ ảnh hưởng tới những cái công ty khác, ảnh hưởng tới những cái người khác rất là nhiều. Điều đó làm cho cái nền kinh tế nó bị giảm xuống, và nền kinh tế giảm xuống rồi, bây giờ những cái người người ta đi mua nhà rất là khó để mua nhà, tại vì interest rate nó được tăng cao lên. Thành ra đây là những cái dấu hiệu đầu tiên để bắt đầu vô một cái cuộc khủng hoảng kinh tế. Và thông thường á, khi mà những cái tờ báo chí, những cái YouTube, những cái news nó đưa lên là nước Mỹ đang bước vô một cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế, thì thông thường đó là lúc mà chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị vượt qua được cái giai đoạn đó rồi. Còn bây giờ chỉ là mới bắt đầu của cái cuộc suy thoái kinh tế mà thôi. Vậy thì giống như An, giống như các bạn, giống như những anh chị, những cô chú ở đây, mình có thể làm cái gì để mà mình chuẩn bị cho bản thân của mình, cho gia đình của mình trước khi mà mình bước vô một cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế? Đương nhiên mỗi một người sẽ có cái cách chuẩn bị khác nhau, sẽ có cái hình thức chuẩn bị khác nhau. Ví dụ như nếu như mà anh chị cô chú nào mà mình đang có đi làm ở những cái hãng xưởng, mình làm những công việc từ 9 to 5, tức là làm từ 9 giờ tới 5 giờ, thì mình có thể tìm thêm những cái công việc khác. Ví dụ như là mình có thể apply thêm những cái nó gọi là công việc ở bên ngoài, mình có thể làm tự do. Ví dụ như An nói lái Uber nè, lái Lyft nè, hoặc là làm Instacart, là mình giúp người ta đi chợ vân vân, thì đó sẽ là những cái công việc ở bên ngoài để giúp các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thêm một cái nguồn thu nhập ngoài cái công việc chính của mình. Và khi mà mình có cái nguồn thu nhập này thì mình có thể để dành cái số tiền này để mà mình gọi là emergency fund, hay là mình có thể tiết kiệm, mình đầu tư trên cái số tiền đó. Hoặc là các bạn, các anh chị, các cô chú có thể đi học thêm những cái ngành nghề làm nail, làm tóc. Ví dụ như mình làm công việc chính từ 9 giờ tới 5 giờ, từ thứ hai tới thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, mình có thể đi làm thợ nail, hoặc là mình có thể lái Uber, lái Lyft, để mà nâng cao cái thu nhập của mình lên. Và một cái nữa mà em thấy rất là nhiều anh chị cô chú của mình làm ở thời điểm này, tức là kinh doanh mua bán những cái món đồ online. Có một cái câu mà hồi đó Việt Nam em rất thích đó, là phi thương bất phú. Nếu như mà mình chỉ làm những cái công việc mà được trả lương cho mình, mà mình không có những cái công việc khác, những cái kinh doanh khác á, thì thông thường công việc của mình chỉ đủ ăn đủ mặc, khó để mà mình có thể làm giàu. Tại vì buôn bán kinh doanh lúc nào nó cũng cho mình cái
thì buôn bán với lại kinh doanh á, lúc nào nó cũng cho mình một cái nguồn tiền rất là dồi dào. Rồi bên cạnh việc á, là mình tăng cái thu nhập của mình lên, một cái nữa mà mình có thể làm đó chính là em biết á, rất là nhiều anh chị cô chú người Việt Nam của mình, cái cách sống của mình khác rất nhiều với lại những cái người Mỹ trắng. Người Mỹ trắng người ta sống là thường là paycheck by paycheck, tức là lãnh đơn ra, người ta chi phí trả tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ, không có những cái khoản để dành. Đa số em thấy người Việt Nam của mình lúc nào cũng có một cái emergency fund, tức là một cái số tiền mình để dành để phòng ngừa cái trường hợp mình bị lay off, mình bị mất job, mình vẫn có đủ tiền mình trang trải những cái chi phí trong gia đình của mình. Nhưng mà rất là ít anh chị cô chú lại dùng số tiền đó để đi đầu tư. Thông thường những cái emergency fund mình chỉ để tiền checking ở trong ngân hàng thôi. Và anh chị cô chú nào mà để tiền trong ngân hàng sẽ biết, mỗi một năm mình chỉ lời có mấy chục cent thôi. Hiện nay ngân hàng nó dùng tiền của mình để nó cho người ta mượn, nó lấy được cái tiền lời 7-8%. Nhưng mà nếu mà anh chị để tiền trong checking saving thì mỗi một năm ngân hàng nó chỉ chia cho mình cái tiền lời 0.0 mấy%, rất là ít. Các bạn, các anh chị, các cô chú vẫn có thể có một cái emergency fund, nhưng mà thay vì mình để chỉ để ở trong checking saving trong ngân hàng, mình có thể để ở những cái saving account. Bây giờ có rất là nhiều những cái ngân hàng người ta cho mình cái tiền lời trong CD lên 10, có thể là 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 11 tháng, lên tới 4%, 5%, tùy thuộc vô cái số tiền mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình có được và tùy theo cái thời gian mà mình đi. Thì thay vì mình đang để ở trong những cái saving checking mỗi năm mình chỉ đều có mấy chục cent tiền lời, thật sự em khuyên mọi người là nên tìm hiểu những cái chương trình CD ở ngoài ngân hàng để mà mình có cái tiền lời tốt hơn và cái đồng tiền nó làm việc cho mình trong thời gian mà mình ngủ, mình cũng được cái tiền lời đó, thay vì các bạn, các anh chị, các cô chú chỉ để tiền không ở trong đó mà không làm gì hết. Rồi tiếp theo nữa, một cái nữa mà anh chị cô chú mình nên làm đó chính là cắt giảm bớt những cái chi phí không cần thiết. Mình có thể rà soát lại là trong gia đình của mình có những cái chi phí nào hàng tháng mà thật sự mình không cần thiết nhưng mà nó vẫn ở đó hay không. Ví dụ giống như An nói, có nhiều người cái gói internet đi, có luôn cable của tivi, có luôn cái này cái kia, nhưng mà thật sự là mình chỉ cần xài internet thôi, mình không bao giờ coi tivi, mình không bao giờ coi đài Mỹ, mình coi YouTube, mình coi phim vân vân, thì mình đâu có cần mua một cái gói internet mà vừa có internet vừa có cable. Mình coi lại những cái bill đó, tại vì giống như An vừa mới làm á, là An coi lại thì An thấy ví dụ như mỗi một tháng mình trả 100 đồng đi, thật ra mình chỉ cần 50 đồng là cái internet thôi, cable hàng tháng. Mình không cả năm, 2 năm mình mới coi tivi đài Mỹ một lần, mà những cái đó mình có thể tìm kiếm ở trên YouTube vân vân. Thì mình cắt giảm đi, ví dụ 50 đồng một tháng, một năm, thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình cũng tiết kiệm được 600. Và cái 600 đó mình có thể để dành, mình có thể mua stock, mình có thể đầu tư. Nói chung là mình có thể làm rất là nhiều việc từ cái 600 đó. Rồi, có thể các bạn, các anh chị, các cô chú nghe rất là nhiều rồi, đó chính là ở thời điểm này cash is king, tức là tiền mặt là tốt nhất. Ở thời điểm này nếu mà mình muốn đầu tư, mình muốn kinh doanh bất cứ cái gì, mình cũng suy nghĩ rất là kỹ càng. Mình có thể giữ cái cash để mà sao khi mà thị trường bắt đầu vô khủng hoảng kinh tế. Đương nhiên mỗi một người sẽ có cái nhận định khác nhau, không ai nói cho các bạn, các anh chị, các cô chú biết khi nào là thời điểm tốt nhất để mua nhà, khi nào là thời điểm tốt nhất để mua stock. Nhưng mà mình phải có, ít nhất mình phải có tiền mặt ở trong tay để khi nào mình cảm thấy giá nhà hợp lý, xuống hợp lý với bản thân của mình mua nhà. Khi nào mình cảm thấy stock nó rớt đủ để mà mình mua thì mình bắt đầu mình mua từ từ vô. Và nhớ giùm An nha, sau bất cứ một cái khủng hoảng kinh tế nào thì lúc nào cũng những người giàu người ta càng giàu hơn, vì người ta nắm bắt đúng cái cơ hội để mà người ta đầu tư và người ta gia tăng những cái giá trị tài sản của người ta lên. Rồi một cái nữa mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể suy nghĩ làm, đó chính là những ai mà chưa bao giờ suy nghĩ tới những cái giống như là tiết kiệm tiền, life insurance, quỹ hưu trí, thì mình nên bắt đầu mình suy nghĩ tới những cái vấn đề này. Tại vì em thấy được những trường hợp trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế có chuyện xui rủi nó xảy ra đối với gia đình của mình, người còn lại người ta suffer rất là nhiều, vừa bị mất job, vừa bị lay off, vừa không có tiền để mà trả tiền nhà. Đó, thì mình phải có những cái sự chuẩn bị cho bản thân của mình để mà
để mà khi cái chuyện không may xảy ra với bản thân của mình thì cái người còn lại người ta sẽ không có bị khủng hoảng quá nhiều. Đương nhiên là mất mát một cái người thân đã là nỗi buồn rồi, nhưng mà ít nhất người ta mất mát người thân, người ta không cần phải suy nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ phải trả tiền bill, tiền điện, tiền nước, tiền nhà như thế nào. Còn hơn là mình không có sự chuẩn bị gì hết, người thân của mình vừa bị mất mát rồi mà cái người còn lại ngoài việc nuôi con, ngoài việc á là bây giờ đi kiếm công ăn việc làm khó khăn như vậy mà còn phải suy nghĩ tới trả tiền điện, tiền bill, tiền nước, nói chung là rất là nhiều những cái chi phí khi mà mất đi một cái người thân. Đó là những cái mà em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với lại các bạn, các anh chị, các cô chú trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng á là mọi người mình có những cái sự chuẩn bị cho bản thân của mình, cho gia đình của mình để mà khi mà cái khủng hoảng kinh tế tới mình có thể vượt qua cái giai đoạn này. Và đương nhiên em cũng hy vọng là sau khi mà cái khủng hoảng kinh tế qua đi mình sẽ có được cái tài sản nhiều hơn nhờ là mình nắm bắt cái cơ hội trong cái giai đoạn này để mà mình phát triển cái tài chính của bản thân của mình cũng như là gia đình của mình nha. Và cảm ơn các bạn, các anh chị, các cô chú rất là nhiều luôn, luôn luôn ở đây, luôn luôn ủng hộ An. Và An biết được là mỗi khi mà anh chị cô chú á, mà mình cần tìm những cái dịch vụ về thuế, những cái bảo hiểm life insurance, những cái chương trình đầu tư cho con, những cái chương trình tiết kiệm tiền về hưu để mình có một cái khoản tiền mình chi xài ngoài cái tiền hưu, anh chị cô chú lúc nào cũng nhớ tới An và lúc nào cũng nhớ một cái số phone rất là dễ nhớ: 408-661-7689, 408-661-7689. Có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú gọi An, và An cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì mọi người yêu thương An, tin tưởng An. Nên là khi mà cần có câu hỏi á, thì lúc nào cũng nhớ tới An. Nhưng mà thật sự có những chương trình An làm, có những chương trình là An không có làm. Ví dụ như An chia sẻ rất là nhiều rồi, Living Trust á, là cái này nên tìm những cái người luật sư, người ta có bằng cấp về luật để mà người ta giúp mình làm Living Trust. An không có làm về Living Trust. An có thể chia sẻ thông tin ở trên Facebook, ở trên YouTube cho các bạn, các anh chị, các cô chú mình hiểu cái lợi của Living Trust. Nhưng mà tùy trường hợp cụ thể thì phải nói chuyện với luật sư để mà biết được. Rồi cái tiếp theo nữa đó là lúc nào An cũng nói với mọi người tìm những cái người luật sư gần khu vực của mình ở. Tại sao? Lỡ như mà sau này mình có gì đó, mình qua đời, người nhà của mình phải cầm cái Living Trust đó ra cái người luật sư để mà người luật sư giúp mình giải đáp những cái này. Còn không, mình làm ở những tiểu bang khác cũng được, thì con cái của mình sau này phải tự kiếm những cái người luật sư trong khu vực để mà làm Living Trust. Là lúc nào An cũng nói như vậy. Rồi bên cạnh đó nữa, An không có làm về những cái chương trình an sinh xã hội. Ví dụ như là An không có apply tiền già, tiền SSI, hay là An không có giúp xin những cái tiền bệnh SSDI, vân vân. Thì đây là những cái mà các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thể tìm những cái người agent, những cái người làm trong khu vực của mình để mà giúp đỡ mình làm những cái này. Cái này An không làm, An nhắc lại luôn là An chỉ làm về thuế, thuế cá nhân, thuế cho những anh chị cô chú làm Schedule C, 1099, có tiệm, hay là An làm những cái chương trình retirement account, quỹ hưu trí cho những anh chị, những cô chú nào làm thợ nail, thợ tóc, lái Uber, lái Lyft, làm xây dựng đó. Mình chưa có quỹ hưu trí, mình muốn để dành tiền sau này mình chi xài thêm, không dựa vô con cái, thì cứ gọi cho An 408-661-7689. Hay là con cái của mình còn nhỏ, mình muốn xây dựng một cái nền tảng cho bé từ những cái ngày mà bé mới ra đời, để mà khi mà bé 18-20 tuổi nó có một cái số tiền đủ để nó có thể đeo cái nhà, đủ để nó có thể mua một cái xe, hay là lúc đó cái bé muốn mở một cái cơ sở thương mại, mình cũng có thể đưa cho con mình một cái khoản tiền cho con mình những cái bước đầu đời. Thì hãy gọi cho An nha, 408-661-7689. Bye bye bye.